Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày bung hoa rực rỡ, cây mai cần được chăm sóc tốt để phục hồi và phát triển. Vậy nên sau khi chơi Tết xong, người chơi hoa cần chăm sóc cây cẩn thận, đúng cách để dưỡng cây cho vụ hoa Tết năm sau. Và trong một kiến thức cuộc sống hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng tham khảo cách chăm sóc cây mai sau Tết qua phần chia sẻ của anh Nguyễn Nguyên Bình, một người có nhiều năm kinh nghiệm trồng cây cảnh ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cây mai sau khi mà đã chơi Tết xong thì mình sẽ tiến hành là cắt cành, tạo tán lại cho nó đẹp. Sau đó mình sẽ loại bỏ đi những cái nụ hoa và những cái bông hoa mà còn sót lại trên cây á, để cho cái cây của mình được khỏe mạnh. Kết hợp với đó là mình sẽ tiến hành là thay bớt một cái lượng chất trồng trong cái cây này, để cho trong chất trồng nó sẽ có những chất dinh dưỡng mới để giúp cho cây phục hồi sau Tết và nó phát triển được tốt hơn. Để một cái cây của mình được bền đẹp và được dài lâu thì mình nên sử dụng những cái loại phân hữu cơ mà đã được qua ủ và xử lý một thời gian mà hoai mục hết rồi đó. Mình sẽ trộn với một số chất trồng như sơ dừa, trấu rồi sau đó mình thay mới cho cây thì cái cây của mình sẽ rất là tốt. Cây mai quan trọng nhất là lúc mà giai đoạn mà ra lá non á, thì cây mai rất hay bị sâu ăn lá. Thì mình phải phòng trừ sâu ăn lá định kỳ khoảng 3 đến 4 ngày là mình phải xịt một lần lúc mà lá non á, còn lúc lá già thì lúc đó sâu nó không ăn nữa. Kết hợp với đó là các loại nấm bệnh trên thân thì mình cũng phải xịt định kỳ khoảng 10 đến 20 ngày một lần.